Bài hát cơn thì sao ấy?
là đường lên thác nha, rừng gần như là nguyên sinh. Cái gì đây? Có thấy mặt không? Không phải, chụp chân dung cho mày nhá, có nhá. Mấy con gấu đang ngủ, gấu đen, rất nhiều gấu. Gấu đây. Đây là cái thác thứ hai. Mùa này trời mùa nhiều nước nhưng rất là đẹp. Thác rất là nhiều tầng, đi dọc theo như là tầng tư rồi. Chính thân cao nhất là đẹp nhất đây, quá đẹp luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.